Ở tập trước, anh đeo kính đã thắng em gái đeo kính bằng sự lươn lẹo. Em gái muốn đấu thêm một trận và rút ra vũ khí bí mật của mình. Em gái hóa thân thành Ultraman để đấu với anh đeo kính. Anh đeo kính ngạc nhiên về sự thay đổi này của em gái. Sau khi biến hình, kỹ năng của em gái đã nhân lên 1.000 lần, bi số 1 rớt lỗ. Em gái đưa bi mục tiêu số 3 xuống lỗ. Tiếp đến là bi số 2, rồi bi số 6. Hai anh bàn bên thả lại cho em gái. Em gái ăn thêm bi số 7. Sau đó là bi số 4. Bi số 5 cũng đơn giản với em gái. Cuối cùng là bi 8. Em gái đã kết thúc trận đấu mà không cho anh đeo kính bất cứ một cơ hội nào.